Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gotop TV. Và hiện tại đã là 00 giờ 16 phút ngày 31 tháng 10 nha các bạn. Đây là cái thời điểm bắt đầu một cái ngày mới và cũng chính là thời điểm bắt đầu lễ hội Halloween. Nhưng mà ai biết sự thật đằng sau cái biểu tượng bí ngô này. Các bạn cứ nghĩ rằng đó là một cái hình mặt quỷ không? Không, không phải. Đó là có cả một cái câu chuyện luôn nha các bạn. Đó là một cái câu chuyện về Chắc. Không, 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 không phải Chắc các bạn vừa nghĩ đâu. Đây là Chắc mà người ta kêu bằng là Chắc Hà Tiện nha các bạn. Đó là tại vì cái anh Chắc này ngày xưa anh sống rất là hà tiện luôn. Anh không có cho ai hoặc không có bao ai đãi ai bao giờ hết trơn á. Vì vậy không có ai chơi với anh ta hết. Chỉ có một con quỷ chơi với anh ta thôi. Nhưng vào một lần con quỷ đó bị một vị pháp sư bắt giam ở một nơi. Sau đó anh này đi cứu con quỷ đó. Tại đâu có ai chơi với ảnh đâu. Có mỗi con quỷ đó chơi với ảnh à. Cho nên anh phải đi cứu con quỷ đó. Khi mà anh ta cứu được con quỷ đó thì con quỷ mới trả ơn cho anh ta. Và con quỷ nói với anh ta rằng là sau này anh ta có chết á thì con quỷ cũng sẽ không bắt linh hồn của anh ta xuống địa ngục. Nhưng mà không lâu sau đó thì anh ta cũng chết. Bởi vì anh ta sống quá hà tiện cho nên thiên đàng không nhận anh ta và gửi anh ta xuống địa ngục. Tuy nhiên khi xuống địa ngục thì anh ta gặp lại con quỷ ngày xưa. Và con quỷ đó không nhận anh ta vào trong địa ngục. Và như thế anh ta vất vưởng ở khắp mọi nơi. Con quỷ thấy thương tình anh ta vì ngày xưa anh ta cũng đã cứu giúp nó. Cho nên con quỷ mới ban cho anh ta một nắm thang và một trái bí đó. Thì anh ta đã sử dụng nấm thang đó bỏ vào trong trái bí làm một cái lồng đèn. Và anh ta đi khắp nơi ở trên trần gian suốt 2 triệu năm. Và đó là sự tích về trái bí ngô đó nha các bạn. Còn bây giờ đó một phần quan trọng hơn nữa. Đó là quảng cáo đó các bạn. Còn quảng cáo thì sống làm sao. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái game rất là hay. Đó là Dot and Beat nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game về âm nhạc nha các bạn. Có rất nhiều những bài hát mới và hot trên thị trường luôn. Mình vừa chơi vừa nghe nhạc và di chuyển cái trái bi của mình. Thì game này nó có hai chế độ chơi rất là hot luôn nha các bạn. Đó là di chuyển bi của bạn xuyên qua những cái khối hẹp ở trên màn hình và di chuyển bi của bạn theo đường zigzag để bi của bạn không có đụng vào tường và vỡ tan đi mất. Bởi vì là chết luôn á. Và đặc biệt nha, nó có một cái chế độ là chế độ BK nha các bạn. Là hai người chơi với nhau để thi thố xem ai cao điểm hơn. Ví dụ như nào thấp điểm hơn thì bị búng ba cái thôi. Các bạn nhớ tải game ở Apple Store và Google Play nha các bạn. Khi mà tải game xong và chơi thấy hay các bạn nhớ cho game 5 sao để ủng hộ cho Gotop thúc tụi mình nha. Ok, thì mọi người nhớ tải game Dot and Beat về nha. Còn bây giờ thì nhóm tụi mình sẽ thực hiện nghi thức luôn. Và ngày hôm nay nhóm của tụi mình sẽ thực hiện cái nghi thức triệu hồi rắc con quỷ của ngày Halloween. Để thực hiện cái nghi thức triệu hồi rắc con quỷ của ngày Halloween thì nhóm của tụi mình đã chuẩn bị đó là một cái con người rơm và một cái trái bí ngô. Các bạn có thể thấy đây, vì nó đang chỉ chỏ đồ vô nè. Cái trái bí ngô này nhóm của tụi mình cắt ra thành hình cái mặt nè các bạn. Để lát nữa mình sẽ bỏ một cái đèn ở trong đây tượng trưng cho những cái đốm than hồng á mà con quỷ đã tặng cho Jack á. Để mà Jack có thể cầm cái đèn lồng bằng trái bí ngô lang thang khắp mọi nơi ở trên thế giới ha. Tiếp theo đó là mình có chuẩn bị ở đây ba trái trứng gà và ba cái chén gạo cộng với lại ba ngọn nến. Bên đây là ba chén rượu nữa nha mọi người. Các bạn có biết tại sao mà mình sử dụng trứng gà, gạo và rượu? Tiếp theo đó là cái con người rơm này để mà mình thực hiện cái nghi thức này hay không? Bởi vì mình sẽ cho cái linh hồn của Jack nhập vào cái con người rơm này nè các bạn. Và sau khi nhập vào rồi thì Jack sẽ hưởng những cái vật mà mình cúng tế. Đó là trứng gà, gạo và rượu. Đó, bởi vì Jack đã lang thang khắp nơi và không ai cúng hết. Cho nên mình nghĩ là Jack cũng rất là đói khổ. Cho nên hôm nay nhóm của tụi mình quyết định sẽ triệu hồi Jack lên để mà có thể hưởng những cái vật mà tụi mình đã cúng ha. Rồi bây giờ Linh nó sẽ lấy cái sợi dây đã tẩm dầu hỏa nha các bạn, để mà nối vào những cái cọc đã đóng sẵn nè. Ủa đâu rồi mấy cái cọc đây, đây. Ok đây nè, những cái cọc đã đóng sẵn thành hình ngôi sao 6 cánh nha. Các bạn có biết tại sao mà nhóm của tụi mình lại lấy cái sợi dây tẩm dầu này và xếp thành cái ngôi sao 6 cánh không? Bởi vì lát nữa tụi mình sẽ đốt cái sợi dây này đi. Dầu ở trong cái sợi dây á, nó sẽ làm cháy cái sợi dây này nhanh hơn ha. Và khi cái sợi dây này cháy, nó sẽ tỏ ra ánh sáng. Lúc đó Jack nó sẽ biết và sẽ đến đây để hưởng những cái vật mà tụi mình đã hiến tới bên kia nha. Ok, trong lúc này mình sẽ cho các bạn xem kỹ cái con người rơm ha. Đây, con người rơm này Linh nó đã làm nha các bạn. Các bạn có thấy nó mập không? Đó, nó mập nè. Cái đầu với cái mình không có tương đối gì hết á. Giống y chang nhân Linh. Giống y chang nhân Linh nè. Đó. Lát nữa mình sẽ lấy một cái đèn cầy và mình bỏ ở trong đây nha.
ở trong á, ở phía trong á, giống như những cái cục than. Rồi thằng Linh nó đã gắn cái sợi dây này thành cái ngôi sao 6 cánh rồi nha các bạn. Cái này nó hơi mờ nha, nó tiệp màu với lại đất cho nên khó thấy. Và bây giờ sẽ xếp ba cái ngọn nến này ở ba góc. Rồi tụi mình đã xếp xong ba cái ngọn nến ở ba góc, ba cái ly rượu ở ba góc luôn. Và ở trong cái này á là ba cái trứng kèm theo ba cái chén gạo nha các bạn. Bây giờ nhóm của tụi mình sẽ thực hiện cái nghi thức. Trước tiên là để cái ngọn nến này vào trong trái bí ngô. Sao để vô mày? Sao nãy mày để sao? Rồi, ok. Rồi, hôm nay Linh sẽ là người thực hiện cái nghi thức này nha các bạn. Tụi mình hạ đèn xuống để mà cái nghi thức này có thể dễ dàng thành công ha. Được không Linh? Được. Rồi. Nhưng nó không cháy hết mấy cái kia rồi. Hồi nãy thì tụi mình thực hiện nghi thức mà rất tiếc là không có hiện tượng gì xảy ra hết mọi người ơi. Bây giờ chắc tụi mình sẽ làm lại thôi. Hồi nãy mình đốt mấy cọng dây á, nó cháy không có đều. Cho nên bây giờ thì nhóm tụi mình sẽ quyết định làm lại. Tụi mình đã xịt xăng thành hình ngôi sao nha mọi người. Rồi, định làm lại luôn ấy. Để không xăng bay hết á. Rồi, ok. Ồ. Ê, ê, còn đèn cày nữa, phải cho đèn cày lên nữa. Sao nó đốt lên. Nóng không? Nóng không? Coi chừng nóng, coi chừng phỏng. Rồi, ok. Giờ bây giờ cả đám mình ngồi đợi đi. Hai bé đứng xích vô trong á. Hy vọng lần này thành công. Cái nghi thức này á, tại vì mình chịu hồi rắc á, rắc này là rất là khó chịu. Nếu những người chịu hồi mà tinh quân á thì sẽ không bao giờ chịu hồi được rắc đâu. Ê, coi dập ở bớt ở phía bên kia là gì? Bên cái chỗ hướng mày á. Đi có đang làm mà, dập được không? Mày dập sẽ được. Nhưng mà hiện tại là mình chỉ cần có ba cái ngọn nến thôi là được rồi. Bây giờ là dập đi để nó cháy lan là mệt luôn á. Má cháy lan cháy nhà mày. Lung linh á. Thắp sáng một ngôi sao. Sao dập? Tụi mày dập nó không lên thì sao? Thì bây giờ là có ba cái nến rồi, không sao đâu. Dập bớt thôi để cho sợ nó cháy cháy lan là mệt lắm. Đừng dập hết nó, mày dập hết nó không lên nữa. Thôi. Nghe vô không? Con mèo, các bạn có nghe tiếng con mèo không? Nó kêu nghe đau khổ vậy. Má, mình vừa bật lên luôn nó kêu luôn á. Ê, lên. Cái đèn nó ấy kìa. Phải cho miếng dầu vô nó mới cháy được. Cái ngọn nến bên đây nó tắt mẹ rồi. Lúc lên. Ê, lên, từ. Ủa, gì đây, cái gì vậy? Cái đầu sao nó quay qua tao vậy? Giống như là nó nhìn đó. Ôi, nó gì đó lên. Giống như đang nhìn thằng Linh vậy á. Ôi, có cái này, lên. Tao để lên. Cô Biến. Đừng, má chắc là nó lên thiệt rồi. Ê, tụi bay, lửa bắt đầu chuyển sang đỏ kìa. Ê, gì, ngoài kia có cái cục gì kìa. Giống như cái khối hay cái gì vậy bay? Kìa, mình ngồi xuống đi thấy. Không sao. Lấy cái đèn pin bên đây nè. Cái đèn pin bên đó. Mày ghê mày ơi. Mày lấy cái đèn pin xong rồi mày rọi thôi. Không sao, Linh mày xích qua theo nó cho nó đỡ sợ.
Tao đứng đây không sao. Phải không ta? Tao thấy cục trắng trắng sáng sáng kìa. Giống như cái cục cái bóng gì á. Để tao đi qua tao lấy cái này đi. Mày ghê mày ơi. Lấy lẹ đi rồi rọi ngay chỗ đó luôn đi. Có gì đâu nhưng mèo hay sao á. Mèo kêu nãy mày. Gì? Tao có nhìn lộn không ta? Gì lên. Nó quay cái đầu qua luôn kìa. Rồi. Ê tụi mày khùng hả? Đi lại gần chiên điên. Nó hiện. Xích ra coi. Nó hiện mà đúng không? Ôi tự nhiên nó nhìn. Nó có là gì đâu. Mày nghĩ sao mà hồi nãy thằng Linh nó ngồi ngay đây nè, nó đốt cái cây đèn cầy thì cái đầu á nhìn qua đây, xong rồi bây giờ thằng Di nó đi qua đó nó nhìn lại. Có nghĩa là nó kêu cái kiểu giống như là kêu tụi bay ra đừng có đứng gần nó nữa. Chắc là nó lên nó hưởng những cái đồ cúng của mình á. Thôi đừng đứng gần nó mày. Đừng có đứng gần nó nữa. Ê tụi bay hát cái gì ngay chỗ cái mấy cái trứng không? Đâu. Khói cái gì? Như nó nhích nhẹ xíu á. Ủa khói gì khói, phải khói không? Khói. Khói đèn gì không? Ê! Ê! Điểm mẹ nó kêu nữa hả? Nó đừng đực. Có cầm đèn pin đó không? Rồi qua nó coi. Mày gọi qua thấy hai con mắt của nó chứ nó chết mẹ. Để đáng thì mẹ luôn á. Đó, nó kêu nữa kìa. Mà ở đây là mèo ai nuôi ta? Mèo hoang á. Ở đây là... Mà sao nó kêu thảm thiết quá vậy ta? Mèo hoang nữa hả? Ở quê phải có mèo hoang. Mèo qua mày đi không mày. Còn mèo hoang nhiều chứ quê toàn mèo nuôi không. Ok. Ủa sao tự nhiên mình lạc đề quá bay. Tự nhiên cái đang coi bên kia. Ơi tắt luôn cái hé rồi kìa. Sao đi nữa tắt luôn cái đèn. Cái con mắt của nó rồi. Ê tắt đèn trong cái bí rồi. Tắt luôn dưới đây luôn rồi nè. Ê dùng á. Ê sao đi nữa tắt luôn dưới đó vậy. Ủa. Ê chắc là nó ăn xong hay sao á. Ê giờ lại gần được chưa. Chắc ơi, chắc có đây không? Hát bài đồng nhang nha thử ơi. Đi. Là có sao. Ui càng gần. Ấy con mèo cái này. Càng lại gần con điên này. Đủ má cà khịa. Ấy. Nó mới chạy sao bụi ché. Không, cãi mẹ sao nó cứ làm mình phân tâm cái vụ sao này lại hoài nha hay là nó có ý gì ta không biết. Ủa chiến gạo yên nguyên rồi ơi nữa kìa mẹ nó đi qua coi không mày né lại bên đây mẹ ơi mày làm này đi sao lại đi dữ hả. Ê coi từ từ nha cứ mỗi lần mình lại gần đây là con mèo lại kêu. Ê đi lùi gạt đây nó kêu nè. Ê khoan nha có biến nha coi chừng có cái chuyện gì đó đó. Tao cầm camera tao rung quá mày. Lên nữa. Đừng bắt kêu nữa, cái té đá quần luôn. Kêu rồi. Ê, giống như nãy là chưa ăn xong hay sao á. Bây giờ mới xong hay gì nè. Mà gạo yên nguyên nè. Tao thấy trứng còn bình thường mà, gạo cũng yên nguyên mà. Có gì đâu. Cái này như bình thường nè. Trứng bình thường mà, có gì đâu. Bình thường. Gì vậy? Sao đi nhiều vậy? Đâu. Ê đụng cái nhện siêu nè. Là sao? Ê như cái móng này. Đâu tao mượn nè. Nhẹ hả? Cái này nhiều rồi các bạn. Cái này còn nè. Ừ sao nó nhẹ hiệu giống như là nó không còn gì trong đó ta? Cái gì vậy? Giống như có con gì búng giống như con gì cắn vào tay tao mày. Cái gì vậy ba ơi. Gì vậy? Tụi bay bị gì vậy? Ở như nào gì nhéo tay hay búng tay tao vậy? Hai con gì cắn ta? Cái nào búng mặt tao? Tự nhiên hả? Là sao tự nhiên đứng đó cảm giác ai đánh vô mặt hả? Ừ. Nào nhéo tay tao hay gì á? Cảm giác. Mắt có khi nào đã kêu chưa ăn hết hay sao không? Đó hai trứng bị nhẹ còn một trứng nó còn nặng đó. Ừ hồi nãy cái trứng của tao cầm lên là nó nhẹ hiệu à, hình như là tao nghĩ là nó không còn cái gì trong đó hay sao á, nó mới nhẹ vậy á.
Từ từ mày điên hả mày? Ê thổi cây nến đi. Bây giờ thổi hai cái cây nến đó đi rồi. Ê khoan. Hồi nãy là nó nhéo tay. Với lại nó đánh thằng gì? Kiểu giống như là nó chưa ăn xong hay sao á. Ừ. Thôi thì mình thổi nến luôn, làm coi như mình kết thúc nước luôn á. Tắt nến luôn đi. Lẹ. Bật đèn lên. Bật đèn sáng lên. Bật đèn sáng lên chứ. Chưa? Tao phải coi được cái trứng này mới được. Coi sao mày. Để trứng nhẹ nè. Nó nhẹ tên luôn á các bạn. Nè. Cái này là nó xuống. Nó chết mẹ bể rồi, bể. Bậy quá. Sao cái trứng? À. Cái trứng nó còn y nguyên hả? Còn y nguyên nè. Thằng này ơi thằng chọn không bể mày. Đâu đâu. Ừ nè. Đập ra luôn coi sao. Ấy tao chọn bể mày. Ở gì kia vậy? Nó không bể luôn. Ấy đủ nữa. Ê chọn nè. Mày hả bưởi? Ê! Không bể là không bể. Chắc là nó không có cái gì ở trong đó hay sao á. Đập thử bể không? Ê kia á. Giờ đâu, bóp ra luôn nha. Khoan từ từ. Rồi bể coi. Bóp ra. Ê đụng mày sao cứng vậy? Ê what the. Ê sao đừng nó cứng nhắc vậy? Ê đúng. What the fuck vậy? Ê kia các bạn. Vậy lấy hai trứng va vào nhau. Mày để dưới tao chọi cho trứng coi. Rồi bể. Chúng ta nói bể nha. Ấy luôn không còn gì luôn nè. Vãi nồi. Chống không luôn các bạn ơi. Từ. Khoan từ. Đập luôn nha. Đập ra luôn ơi. Trời ơi cái gì cứng như vậy? Ủa nó cứng ngắc luôn các bạn. Ủa cái vỏ trứng bình thường, nếu mà là một cái vỏ trứng bình thường sao mà nó cứng vậy được ta? Trời cái trứng này trời cái bể nè. Ừ. Trời nhẹ cái thôi. Không có gì ở đây luôn nè. Đây để quay. Khô queo luôn. Cái này cho các bạn coi. Nè, bật cái đèn lên nè. Các bạn nhìn rõ ha. Queo luôn. Ê, cái này cái hiện tượng này ta thấy bằng quen. Ê, giống như chưa nhẹ. Chưa ngải ngải mấy con ngải. Người ta trồng ngải xong người ta quăng một trứng vịt lộn trong đó và tầm 2 tiếng sau người ta lấy ra. Trứng vịt lộn không còn cái gì hết, giống y chang như cái trứng gà của mình luôn. Ủa mà sao nó cứng nhắc hả ta? Ôi trời, tao chọn không bể luôn mày. The fuck gì? Mà trứng cái gì mà đập ngay cái bóp luôn mới bể. Đồ má, ghê thiệt. Thôi bây giờ mình kết thúc cái nghi thức ở đây luôn đi. Tại vì tao nghĩ là trứng nó cũng đã ăn rồi. Mà gạo thì chắc cũng đã hưởng rồi. Tại vì gạo thì nó không thể nào nó lấy được đâu. Nhưng mà có thể hưởng hương thì được. Ừ. Ok, có lẽ là mình nên kết thúc ở đây. Rồi. Ok, tụi mình đã thực hiện xong cái nghi thức kiểu giống như là cúng tế nha các bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.